Hello, chào anh em, chào tất cả mọi người nhé. Đấy, quay lại con 68 này nhanh gọn làm tí tài xỉu rồng xanh nhé mà. Nói chung là với kinh nghiệm chơi của ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ anh em cái cách mà bắt cái cầu ngắn nha em nhé. Cầu bịt thì dễ rồi đúng không? Cầu một thì cũng dễ rồi. Thì cầu ngắn này thì mắt chi nào, nó đảo ra sao? Thì những con số nào để mà nó đổi cầu và những con số nào nó sẽ nhảy cầu thì đây mình chia sẻ luôn cho anh em. Đấy, em có thể ý là những cái điểm phiên trước đúng không? Nhà cái sẽ đưa ra những cái điểm nào mà trùng lặp với nhau ấy thì anh em sẽ bắt khác đi ở những cái điểm tiếp theo thì sẽ ok hơn. Những cái điểm nào anh em nhìn thấy này nhưng mà cũng có cái điểm trùng nhau nó sẽ chạy cùng song song với nhau nhé. Ví dụ như con kép 9 này đúng không? Đấy thì đây là chạy kép 9 này nhưng đây là có một con 9 này nó sẽ khác đi này. Có những cái điểm mà nó sẽ giống nhau, ví dụ là 8 lên con tài này, như 8 lên tài này, 8 lên tài này. Đấy. Thế thì con 7 này anh em sẽ bắt lại một con xỉu nữa cho mình nhé. Đây là sẽ cầu xỉu gãy sớm anh em ạ. Thông thường thì cái này nên là theo cầu 11 nhưng mà đây sẽ là cầu ngắn. Ví dụ là 11 thì cái tầm 1 2 tay, 3 tay nó gãy rồi, hay là cầu 212 thì đến tầm 212 nó sẽ gãy rồi, không không có dài đúng không? Ok, ăn tiếng đầu tiên này. 78 này. Ui giời. 8 78 à. Ừ, đây chỉ có 78 nhá. Thường anh em sẽ bắt có thể là bắt thêm con xỉu nữa anh em ạ. Ok luôn. Ba xỉu à. Để đi 5 củ đều tay anh em nhé. Chung là dễ đúng không? Không có gì khó cả, chủ yếu là cái suy nghĩ này, cái tư duy của anh em mà thôi. Nên là anh em cứ tự tin đi, bởi vì là em có thể là theo cầu này cũng như là bẻ nếu như mà tự tin. Ok, 78 với kép 8 à, hay con xỉu 10 nữa nhỉ. Ừ, có khi là con một con xỉu 10 nữa là hợp lý anh em ạ. Ok, xem mà tiền phát anh em nha. Úi giời ơi, nặng 62 rồi, kéo cho con 4, không thể nào xuống con 2 nữa. Đấy, mình đã bảo rồi anh ạ. Cầu nó sẽ gãy rất là nhanh đúng không? Không 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 có dài. Đó vì thế bây giờ nhá, anh em nhìn tưởng là cầu 121 đúng không? Khi mà quay đầu cái là không có 121 nữa. Và bây giờ con tài 12 này sẽ nằm lại một con tài nữa. Đấy. Nhưng mà cái tiếng này em sẽ đá vào con tài để cho mình nha. Đấy, và anh em nào vào con 68 này chơi này. Em có thể là tải ở dưới phần mô tả của mình hoặc là dưới phần comment mình đã ghim sẵn đấy rồi. Đấy, em nhớ tải là anh em sẽ vào đăng ký như bình thường thôi. Nếu bao nhiêu mà vào mà bị nhà mạng chặn thì em tải thêm cái ứng dụng 11 nữa là những bật lên này em phải vào nhé. Ứng dụng 11 có sẵn là CH Play hoặc hộ Apple Store đấy. Đấy, hoặc là nếu như mà bị lỗi thì em cứ xóa đi tải lại là sẽ xử lý hết được thôi. Đôi khi là điện thoại em nó không 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 được gọi là cập nhật mới thì nó sẽ bị kiểu lỗi một số cái đó thì nó thường xuyên thôi, thì mình cũng dính, mình cũng xóa đi tải lại là chơi như bình thường luôn anh em ạ. Ôi giời ơi, tiếng này thì nặn 6 ra đẹp thế mà lại kéo ra hai con hai. Không ngờ là đen như vậy. 212 à. 7 8 8 12 12 10. 12 10 tiếng này thì bắt vào xỉu tiếp nhá. 212 xem sao đi. 10 cụ này, 12 10 thì cũng rất là giống với cầu 11. Đúng không? Cũng rất là giống với cầu 1 nhưng mà thôi. Mà mình thấy là đi theo cầu cũng được. Cũng được thôi. Ok, đợi kết quả nha. Đây sẽ là có khi là bịt luôn xỉu thì ngon. Kết quả nha. Nào, bây giờ là trắng yên trắng chân. Một úi sở húp luôn anh em ạ. 122. Úi sở ơi. Là không ngờ là kiểu là nạn xỉu nó đẹp như thế này đúng không? Bởi vì mình thấy này, ví dụ như là cầu nhá. Cầu chạy ví dụ như là cầu chạy này 121 thì đánh xỉu sẽ thích đúng không? Hoặc là đánh tài nặng 664 hoặc là 665 đấy, tùy miễn là mình đánh tài ra nhiều chân, đánh xỉu ra ít chân thì nó sẽ cảm giác rất là một cảm giác là rất là đúng 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 người đúng thời điểm ấy, kiểu kiểu như vậy. Nhưng mà rất là thích.
Ok, làm với con xỉu nữa nhá. Đây chỉ là cầu 131. Đúng không? Nhiều khi là anh em thấy cầu 1212 rồi. Nhưng thế quay đầu là không còn nữa. Vì thế cái tiếng này, cái tư duy của mình đó là cái tiếng này mình sẽ bắt tiếp vào con xỉu nữa, nó khác đi. Nó chuyển sang cầu khác ấy. Ok. Mười cổ bệt ba bốn con xỉu là hợp lý anh em ạ. Ok, 612 anh em ơi. Ngon, tưởng là 6 lên rồi, hai kia cuối cùng là vẫn là gỡ hết, vẫn vẫn là chịu được. May mắn thật anh em ạ. Đấy, nhà cái độ. Nhà cái độ anh em ơi. 10 5 9 này. 10 5 9 này. Bây giờ xem nào, đám con xỉu nữa à? Trông có vẻ khả thi thế nhỉ? Hợp lý nhá, thích thì pha rồi đúng không? Đang thiếu xỉu thì giờ lại tự nhiên đánh tài thì lú ngay, tiếng này bá xỉu tiếp, cứ thấy xỉu có bám. Ok. Úi trời ơi, 552 đúng lên tài thật, ba tay nó gãy không biết dài được đúng không? Cái cầu ngắn này thì đúng là cầu ngắn. Nói chung là hết cầu ngắn thì đấy cầu dài thôi, nhưng mà theo mình thấy mình cứ tưởng là nó bệt sớm thì đúng không? Ok. Một tài 912 à? Hai à, con 12 này khả năng 92 là chạy một cầu một đây này, cái tiếng này quen thuộc này, tiếng này đá và xỉu nhá. Ok, đi 5 củ ăn là nghỉ luôn em nha. Ừ, sorry. Kiếm ngày công thôi anh em ạ, kiếm ngày công phải 20-30 cái chứ không phải ngày công đơn giản đâu đúng không? Đấy, nói chung là cái con 68 này về phần nạp rút thì nó có cái phần rút về cái tài khoản điện tử ấy. Đấy, tài khoản điện tử thì có hai cái cổng lớn, đó là tiền Bitcoin với lại là ETH, hai cổng lớn nhất hiện nay rồi. Nên là vì thế là nhiều người doanh nhân cũng như là nhiều người nổi tiếng lựa chọn con này để chơi và cũng như là kiếm lúa. Nói chung là đổi về được tài khoản tiền điện tử đấy thì ai cũng muốn chơi rồi đúng không? Nó nhanh gọn này, cũng như là đỡ hơn là về tài khoản ngân hàng. Đấy, không có game mà làm được với con 68 này rồi. Đấy, ok anh em có thể lựa chọn con 68 này chơi cũng như là kiếm lúa nhá. Em mình sẽ chốt lại đây và chào anh em, chào người nhá. Mong rằng này cái gì chia sẻ cho anh em trên kênh này sẽ giúp anh em là kiếm một ngày công cũng như là chơi với bộ môn tài xỉu này, nó sẽ hoàn toàn là có thể bất bại ở trên mọi cái bạn cái cổng cái cửa cái mọi cái cầu anh em ạ. Ok, chào anh em, chào người nhá. Bye bye anh em.